Ok xin chào quý nhà đầu tư thì em là Vũ Việt Anh trong video ngày hôm nay em sẽ tiến hành nhận định thị trường cho ngày 18 tháng 8 năm 2020 và đưa ra những cái định hướng tương lai để hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách tốt nhất được chưa? thì em xin giới thiệu qua thì em đang là môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VPS và em đang có hai room tư vấn cơ sở room thứ nhất là room tư vấn cơ sở thường thì tại room tư vấn cơ sở thường nhà đầu tư cần hỏi bất kỳ cổ phiếu nào sẽ được em hỗ trợ tư vấn giải đáp trên đó ngoài ra thì em sẽ có những ngoài ra thì trong phiên và cuối phiên em sẽ qua những nhận định thị trường trên đó để làm sao bám sát nhất và hỗ trợ cho nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả. để trợ thì anh chị muốn tham gia room tư vấn cơ sở thường thì chỉ cần nhấn một phần link mô tả ở video thì sẽ ra thôi thì sẽ được vào room thôi để chợ. còn room thứ hai là room tư vấn cơ sở vip thì tại room tư vấn cơ sở vip ngoài việc là sẽ được em hỗ trợ tư vấn cổ phiếu mà nhà đầu tư đặt câu hỏi và ngoài việc là sẽ được em nhận định thị trường trên đó thì anh chị sẽ được em phím hàng, phím để mua, phím để bán cổ phiếu, tư vấn hỗ trợ quản lý danh mục để trợ tư vấn hướng dẫn cách giải ngân thị trường đó cách giải ngân đi vốn theo xu hướng của thị trường thì anh chị muốn tham gia room tư vấn của service thì liên hệ tới em qua zalo ở phần mô tả của video là được ạ đó thì bây giờ em xin đi qua nhận định về thị trường cho ngày 18 tháng 8 năm 2020 đấy chưa thì sau khi kết thúc phiên ngày hôm nay thị trường đã có một pha sụt giảm điểm nhẹ giảm 3,72 điểm với mức giảm là volume có dấu hiệu là yếu dần đi được chưa thì như buổi nhận định thị trường của ngày 14 tháng 8 thì em cũng đã nói rất là rõ rồi thị trường sau khi là chạm cản và nó không vượt được điều đó cho thấy là trong tương lai thị trường sẽ có xác suất điều chỉnh và để tránh cái tình trạng là thị trường sẽ điều chỉnh xấu thì chúng ta nên hạ tỷ trọng danh mục đầu tư của chúng ta tức là hạ tỷ trọng cổ phiếu trên tổng vốn của chúng ta xuống còn 30 thôi được chưa thì ngay sau đó đến phiên thứ hai thì đến lúc đến đầu phiên giờ đến khoảng độ là đến giờ nghỉ trưa của phiên ngày thứ hai thì thị trường đã có một pha sụt giảm điểm từ giá tham chiếu về vùng hỗ trợ là 840 điểm thì trong buổi nhận định thị trường trưa ngày hôm qua tức là trưa ngày thứ hai đấy thì em đã nói rất là rõ rồi anh chị nào mà buổi sáng chưa hạ tỷ trọng theo cái định hướng mà em đưa ra của nhận định thị trường hôm trước thì tạm thời hạ tạm tạm thời là tạm ngưng hạ tỷ trọng bởi vì hiện tại là thị trường là đã chạm về vùng hỗ trợ 840 điểm rồi khi mà thị trường chạm về vùng hỗ trợ 840 điểm thì đó chính là vùng đỡ giá của cổ phiếu đấy chưa đó thì cuối cùng ở đến phiên chiều là thị trường đã có một pha bắt đáy của dòng tiền và kéo giá cổ phiếu lên để chưa đó thì sau khi có một pha kéo giá và đóng cửa tốt của phiên ngày hôm qua thì em cũng đã đưa ra nhận định thị trường rất là rõ ràng cho phiên ngày hôm nay rồi cho phiên ngày hôm qua cho cái tầm khoảng đó đêm ngày hôm qua rồi đó là nhà đầu tư hiện tại là chúng ta vẫn giữ cái tỷ trọng đó là cổ phiếu trên tổng vốn là 30 phần trăm thôi bởi vì sao bởi vì dòng tiền thị trường phiên ngày hôm qua mặc dù có lực bắt đáy rất là tốt tạo đến rút chân cực tốt và tạo được sắc xanh đấy chưa và có dấu hiệu lực bán rất là yếu tuy nhiên đấy thì cái dấu hiệu đó nó mới chỉ cho, nó mới chỉ cho thấy là dòng tiền đang có sự tham gia của dòng tiền đỡ giá thôi chứ chưa có dòng tiền đẩy giá đấy chưa và em cũng xin giới thiệu qua về cái phương pháp đầu tư của em đó là phương pháp đầu tư theo dòng tiền và cái phương pháp đầu tư theo dòng tiền của em là em chả học từ ai cả và cũng trẻ học từ sách vở đâu cả mà nó là từ cái đúc kết kinh nghiệm của em mà ra thôi nhớ chưa và trong suốt quá trình đầu tư và trong suốt quá trình phân tích cổ phiếu hay là phân tích thị trường thì em cũng đã tìm ra được cái khái niệm về thị trường về khái niệm về em cũng đã tìm ra được cái khái niệm đó là về dòng tiền đỡ giá và cái dòng tiền đầy giá vậy thì thế nào là dòng tiền đỡ giá và thế nào thì là dòng tiền đầy giá thì dòng tiền đỡ giá là cái dòng tiền mà khi thị trường hay là bất kỳ một cổ phiếu đang trong đã giảm nó được đỡ giá nó được có dòng tiền tham gia vào và làm cho thị trường đó ngừng bán em xin lỗi và làm cho thị trường nó được giữ giá đấy chưa giống như cái nhịp trước này đang trong đà giảm này và có dòng tiền tham gia và đỡ giá rất là mạnh này và làm cho thị trường đó sẽ không bị rơi nữa thì đó chính là dòng tiền đỡ giá nhưng mà khi thị trường có dòng tiền tham gia và đỡ giá những những cái nhịp như thế này thì chúng ta vẫn chưa lên giải ngân nhiều đầu tư vào đầu tư vào vội nhớ chưa bởi vì sao bởi vì dòng tiền đỡ giá ấy, nó chỉ có thể đỡ giá ở thời điểm đó và chúng ta không thể biết thực chắc rằng là trong tương lai nó có đủ tiền để hấp thụ hết những cái lực bán này hay không, được chưa? Nếu như mà trong tương lai lực bán không đủ mạnh, lực lượng tiền không đủ mạnh để hấp thụ hết những cái lực bán, thì thị trường nó vẫn sẽ rơi tiếp. Đó. Thời điểm hiện tại cũng vậy, là hiện tại dòng tiền như phiên ngày hôm qua là đã có một phiên được đỡ giá, nhưng chúng ta không thể chắc chắn được rằng là đây là đáy của cổ phiếu, được chưa? Không thể chắc chắn được rằng đây là đáy của cổ phiếu, bởi vì nó được đỡ giá một phiên. Nhưng nếu những phiên tiếp theo mà lực bán nó vẫn còn, được chưa? Những phiên tiếp theo mà lực bán nó vẫn còn mà không còn đủ tiền để đỡ giá cổ phiếu nữa không còn đủ tiền để đỡ giá thị trường nữa thì nó vẫn rơi là chuyện hết sức bình thường đó đó chính là lý do mà tại sao đêm ngày hôm qua tức khoảng độ là hơn 11 giờ đêm em đã đưa ra cái định hướng trên nhà đầu tư đó là vẫn giữ vững tỷ lệ cũ đó là giá trị cổ phiếu chỉ chiếm 30 phần trăm tổng vốn được chưa và anh chị nào và anh chị nào mà đang có giá trị cổ phiếu thấp hơn 30 phần trăm tổng vốn thì có thể mở mua mới Được chưa thì có thể mở mua mới để nâng cái mức tỷ trọng của mình nên đủ phần mươi thì thôi để chưa đó thì tại sao lại chỉ lâng mức tỷ trọng của lên 30 phần trăm tổng vốn thôi mà tại sao không nên giải ngân nhiều luôn ở giai đoạn này thì đó là do cái cách mà chúng ta đi vốn và giải ngân để chợ bởi vì khi anh chị đầu tư ấy, chắc chắn anh chị đã gặp cái trường hợp đó là chúng ta đã có một những cái khoảng thời gian lãi rất là tốt nhưng khi chúng ta chỉ sai một hai lần thôi thì chúng ta đã mất hết cái khoản lãi trước đó rồi để chợ ở đây chắc chắn là những anh chị đang xem video này đã từng gặp những cái biện cảnh như vậy thì đó là do chúng ta không biết đi vốn thôi chưa? Và cá nhân em cũng vậy, khi mà thị trường tăng mạnh, chưa? Khi mà thị trường tăng mạnh thì nó không bao giờ nó có thể tăng được mãi, nó sẽ có những lúc giảm. Và nếu như mà trong quá trình tăng này của nó mà những cái pha ở dưới này, chúng ta đầu tư với vốn là 100 triệu, mà những cái pha trên này khi mà thị trường ngày càng khó tăng được nữa, đấy chưa? Mà chúng ta lại, đầu tư 200 triệu thì có phải là rủi ro lúc này đã cao mà rủi ro lại đi kèm với vốn lớn? trong khi nhịp trước an toàn mà đi với vốn nhỏ thì có phải về lâu về dài là chúng ta sẽ bị thâm một vốn hay không? chưa? Đó là lý do mà tại sao hiện tại là em giữ vững quan điểm đó là chỉ cho nhà đầu tư giải ngân và nắm giữ cổ phiếu tối đa là 30% trên tổng vốn thôi. được chưa? Không nên cầm nhiều giai đoạn này. Vậy thì khi nào chúng ta mới được cầm nhiều đó là chờ cái pha hiện tại thị trường điều chỉnh tốt, hiện tại đang điều chỉnh ngừng bán rất là tốt rồi, lực bán là ngày càng suy yếu rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục chờ những pha ngừng bán của thị trường và chờ phiên nào thị trường có sự tham gia trở lại của dòng tiền thì chúng ta sẽ giải ngân thêm. Đó, tùy thuộc vào dòng tiền như nào thì chúng ta mới đưa ra được cái mức vốn giải ngân một cách hợp lý nhất được được chưa thì như cái nhịp trước ấy khi mà thị trường vào cái khoảng độ là ngày 13 tháng 8 hay là ngày 12 tháng 8 thì em cũng đã đưa ra hai cái kịch bản Trên nhà đầu tư đó là việc thị trường tăng vượt cả và giảm dưới cản đấy chưa? thì thật ra không tăng thì nó sẽ giảm thôi nhưng mà tăng thế nào mới là tốt và giảm thế nào mới là tốt thì nó mới là vấn đề thì em cũng đã nói rất là rõ rồi đó là ở cái phiên ngày 13 tháng 8 em đã nhận định trong buổi video nhận định thị trường ngày phiên ngày 13 tháng 8 em đã nói rất là rõ rồi là thị trường muốn tăng tốt để vượt cái cả này và vững được trong cái đà vượt đó và thoát khỏi hoàn toàn cái giai đoạn đau chân hiện tại thì thị trường phải tăng với volume gia tăng ở mức cao đó còn nếu như mà thị trường không vượt được cản thì cái pha điều chỉnh của thị trường là thị trường phải điều chỉnh ngừng bán thì hiện tại thị trường đang đi theo cái khuyên hướng đó là điều chỉnh ngừng bán tại sao em nói là thị trường điều chỉnh ngừng bán bởi vì chúng ta thấy rằng là ba phiên giảm điểm của thị trường là giảm điểm với vốn thấp để chưa giảm điểm với vốn thấp cho thấy rằng áp lực bán thị trường hiện tại đang ngày càng yếu đi việc duy nhất mà nó chưa tăng được lúc này là do nó chưa có dòng tiền tham gia đỡ giá cổ phiếu thôi anh à, em xin lỗi nó vẫn chưa có dòng tiền tham gia đẩy cổ phiếu thôi nên chúng ta chỉ cần canh những phiên đảo mà thị trường đang điều chỉnh tốt như này mà có một phiên tham gia của dòng tiền thì chúng ta sẽ tiến hành giải ngân thêm hiện tại thị trường đang điều chỉnh rất là tốt đấy chưa đó hiện tại đang thị trường đang điều chỉnh rất là tốt thị trường hiện tại đang điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ 840 điểm. Phiên ngày hôm qua là đã giảm về vùng hỗ trợ 840 điểm và thị trường đã tạo đến rút chân rất là tốt rồi. Được chưa? Đó, thị trường đã tạo đến rút chân rất là tốt rồi. Thì thời điểm hiện tại thì chúng ta cho phép thị trường điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ 840 điểm này. Chỉ cần nó điều chỉnh với áp lực bán không cao, tức là điều chỉnh với vốn không cao thì lúc đó là thị trường vẫn chưa xấu. Hiện tại thị trường chưa điều chỉnh với vốn cao nên nó đang rất là tốt. Nên anh chị có hàng thì cứ tự tin mà cầm thôi và vẫn chưa lên giải ngân nhiều vội bởi vì hiện tại là chúng ta vẫn chưa chắc chắn được rằng là thị trường trong những thời gian tới là có ngừng bán hoàn toàn hay không và vẫn chưa chắc chắn được rằng là dòng tiền có tham gia để đẩy thị trường lên hay không được chưa thì để an toàn thì hiện tại chúng ta chỉ nên cầm tối đa là 30 phần trăm cổ phiếu trong danh à, 30 phần trăm giá trị cổ phiếu trên danh mục của mình thôi đó chờ khi nào thị trường có những pha điều chỉnh tốt này và có sự tham gia của dòng tiền thì chúng ta sẽ mở mua mới sau đó thì thị trường hiện tại đang điều chỉnh giống như là cái biến cảnh đặt trước cái này tăng nghe chưa chạm gáp trên đó điều chỉnh giảm giống như bây giờ chạm cán điều chỉnh giảm và sau đó là vô ngày càng yếu đi thì chỉ chúng ta chỉ cần tham canh những cái pha như là pha ngày mùng 6 tháng 5 tạo biên giá tăng thì chúng ta sẽ tham gia vào thị trường thôi hiện tại là thị trường đang trong quá trình là quan sát để chờ điểm mua mới chờ điểm giải ngân thêm trước mắt thì tạm thời là quản lý danh mục đầu tư và chỉ lên giải ngân tối đa là 30% thôi nắm giữ cổ phiếu với vị thế tối đa là 30% trên tổng vốn thôi để tránh cái tình trạng là không may nữa nhưng mà những thời gian tới mà thị trường lại bị bán lại trở lại bởi một cái gì đó bởi một yếu tố gì đó bởi tin xấu chẳng hạn hay là một cái yếu tố gì đó mà thị trường bị bán trở lại để thì với cái việc là chúng ta chỉ nắm giữ 30 danh mục của mình thôi thì khi thị trường giảm thì chúng ta cũng bị trả bị lỗ là đáng quá nhiều cả để thì khi thị trường giảm thì chúng ta bị lỗ cũng trả đáng bao nhiêu cả và chúng ta vẫn giữ được cái khoản lãi mà chúng ta kiếm được trước đó còn nếu như bây giờ chúng ta đều... còn nếu như bây giờ chúng ta đầu tư nhiều mà không may thị trường điều chỉnh giảm thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều khoản lãi trước đó cộng với vốn nữa đó còn nếu như mà trong tương lai mà thị trường vẫn điều chỉnh tốt này mà chúng ta kiên nhẫn để chưa kiên nhẫn chờ một pha có sự tham gia của dòng tiền thì chúng ta sẽ giải ngân thêm ở những pha sau đó để chưa giải ngân vào những pha có sự tham gia của dòng tiền thì lúc đó là xác suất đi lên nó cao hơn để chưa và lúc đó chúng ta vẫn có nhiều vốn khi mà thị trường có xác suất cao thì lên thì lúc đó chúng ta khi chúng ta giải ngân thêm thì chúng ta đã có nhiều vốn rồi được chưa và lúc đó chúng ta không cần phải lo là chúng ta không theo kịp thị trường nữa được chưa trong đầu tư thì chúng ta phải quản lý danh mục một cách tốt nhất đó là khi thị trường gặp cản và đã tăng giá kéo dài rồi thì chúng ta phải giảm vốn đầu tư xứng ngay để tránh tình trạng nó giảm sâu được chưa thì nó sẽ rất là rủi ro và nó sẽ mất cái khoản vốn và tiền lời trước đó của mình được chưa chờ khi nào mà những nhịp tới thị trường điều chỉnh quanh cái vùng hiện tại này nó trợ tám chợ 8.40 điểm này thì chúng ta sẽ giải ngân thêm. Đó là định hướng trước mắt cho nhà đầu tư. Để thì thật ra là cái cái kịch bản mà thị trường điều chỉnh tốt và đi lên này thì em đã nói rất là rõ ở trong cái video ngày 13 tháng 8 rồi. Bây giờ em chỉ thuật lại thôi. Được chưa? Nói chung là bây giờ em chỉ vắn tắt lại một câu là thị trường đang điều chỉnh theo đúng cái kịch bản tốt nhất của nó và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu xấu. Được Nhưng để tránh rủi ro thị trường điều chỉnh xấu thì anh chị nào mà chưa tham gia room tư vấn cơ sở thường của em thì hãy tham gia room và em để link ở phần mô tả video để những cái phiên nào mà chẳng may mà thị trường có dấu hiệu xấu thì em sẽ báo ngay trên room để chưa để giúp nhà đầu tư có thể cập nhật tình hình tốt nhất và hỗ trợ nhà đầu tư có thể giao dịch một cách hiệu quả nhất để chưa còn nếu như mà muốn tham gia room phím hàng để được tư vấn của ý danh mục đầu tư và tư vấn hướng dẫn giải ngân cổ phiếu thì anh chị liên hệ tới em để em thêm vào room vip tư vấn đầu tư đó và bây giờ em xin đi qua nhận định một số cổ phiếu chưa? Ví dụ như cổ phiếu đầu tiên là của ngành banh, ví dụ như là VCB. Bây giờ em chỉ xin đi qua nhận định một số của cổ phiếu của ngành banh ấy nhá. Được chưa? Ví dụ như cổ phiếu VCB. VCB ở thời điểm hiện tại là đang tạo lại ở cái vùng nền này. Được chưa? Đang giữ giá ở cái vùng nền cũ này. Nên đối với anh chị nào đang có cổ phiếu VCB thì VCB hiện tại là lực bán VCB hai phiên gần nhất là đang có dấu hiệu yếu đi so với cái phiên ngày 14 tháng 8. Nên anh chị nào có hàng đối với VCB hiện tại là chúng ta vẫn nên cầm hàng tiếp và đừng nên thoát vội đối với cổ phiếu này bởi vì nó đang trong vùng hỗ trợ nó đang trong vùng nền của nó và nó đang tạo lại nền thấy chưa dòng tiền đáy của VCD rất là mạnh dòng tiền bắt đáy của VCB rất là mạnh và chưa có dấu hiệu thoát hàng của VCB nên có hàng của VCB thì chúng ta cứ tự tin mà cầm thôi không việc gì phải lo sợ đối với mã cổ phiếu này cả bởi vì hàng mã này những người bắt đáy và những người đẩy giá lên bây giờ người ta đã thoát hàng đâu thì tội gì mà chúng ta phải sợ đấy chưa? đó người ta thoát hàng rồi thì chúng ta mới sợ hiện tại VCB vẫn chưa có lực rót hàng. Còn đối với việc mua mới VCB thì phải chờ phiên nào có sự tham gia của dòng tiền thì chúng ta mới mua mới VCB được nhé. Có hàng thì cứ cầm thôi, cứ tự tin mà cầm thôi. Tiếp theo là con CTG. Được chưa? Cổ phiếu CTG thì thật ra là CTG thì ở cái phiên ngày ở cái phiên ngày uh, 13 tháng 8 em đã nói rất là rõ rồi. Có ai có với CTG thì chia ra một chút dần. Được chưa? Chốt một nửa đối với CTG ở quanh cái vùng này bởi vì đây chính là cái vùng quanh cái vùng đây đây chính là cái vùng đỉnh cũ của CTG đó em đã nói rất là rõ rồi anh chị đã qua hàng đối với CTG thì bị canh thoát một nửa đi còn một nửa còn lại cầm tiếp từ gồng lãi CTG thì hiện tại đang điều chỉnh rất là tốt nói chưa CTG hiện tại đang trong quá trình điều chỉnh bởi vì nó đã tăng giá kéo dài rồi nên bây giờ nó gặp cản gặp cản nền cũ nó bị chứng lại nó bị điều chỉnh lại bị điều chỉnh giảm xuống là chuyện hết sức bình thường và chúng ta đã có hai phiên của CTG đó là hai phiên điều chỉnh với vốn thấp như này Đấy chưa hiện tại đang được chi đỡ giá nên đối với cổ phiếu CTG hiện tại anh chị nào có hàng thì chú ý đến nó nhé anh chị nào có hàng chú ý đến CTG và đấy mức hỗ trợ đối với CTG, CTG cho em là, là vùng 23 thủng 23 là chúng ta sẽ bán hết đối với CTG được chưa tiếp theo là con BID con BID đối với cổ phiếu BID BID hiện tại đang rất là xấu rất là sau khi rất là sau khi tạo những pha tăng điểm liên tiếp của ba phiên là phiên ngày 11 tháng 8 đến phiên ngày 13 tháng 8 thì BID lập tức có ba phiên giảm điểm mạnh với vun gia tăng, với vol ở mức cao, điều đó cho thấy rằng áp lực bán của bid đến thời điểm hiện tại rất là lớn, nhưng mà vì bid đã về đến vùng nền cũ của nó rồi, về đến cái vùng nền ngắn hạn rồi, về vùng đến cái vùng hỗ trợ của bid rồi, nên anh chị nào có hàng đối với bid thì tốt nhất là bây giờ không thể bán được nữa rồi, để chợ. bởi vì đây là vùng đỡ giá của cổ phiếu này, nên có hàng thì cầm tiếp thôi, và chúng ta sẽ canh bán đối với bid nếu như mà nó thủng vùng hỗ trợ là quanh vùng ba bảy thủng ba bảy sẽ bán đối với bid hiện tại là chúng ta chưa mua mới được đối với cổ phiếu này canh những pha điều chỉnh về vùng hỗ trợ và có dòng tiền tham gia ngược trở lại chúng ta sẽ canh mua đối với BID sau tiếp theo là con ACB tiếp theo là con ACB đối với cổ phiếu ACB thì như em đã nói rồi đấy chưa anh chị nào có hàng đối với ACB thì lên chốt lời một nửa đối với cổ phiếu này và hiện tại là em đang đánh giá cổ phiếu này là đang là cổ phiếu rất là mạnh đấy chưa bởi vì như những nhà định thị trường buổi trước em đã nói về cổ phiếu acb thì sau khi tăng về cái vùng đỉnh cũ của acb thì acb sẽ chịu một lực bán rất là lớn bởi những nhà đầu tư kẹp hàng ở vùng trên này đó và thực tế thì acb đúng là như vậy đã chịu lực bán rất là lớn Được chưa vol gia tăng vol rất là mạnh nhưng mà giá không tăng được cho thấy rằng lực bán của acb ở vùng đỉnh cũ này của nó đang rất là nhiều và dòng tiền đang trong quá trình hấp thụ những cái lực bán đó Đấy chưa dòng tiền hiện tại của acb đang rất là mạnh để hấp thụ những cái lực bán của những nhà đầu tư kẹp hàng ở vùng này nên đối với anh chị nào đang có ACB Thì thời điểm hiện tại là vì ACB đã trụ được một thời gian khá là dài rồi Đủ để cho thấy rằng là dòng tiền ACB đang rất là mạnh Để đỡ giá được cổ phiếu này Và làm cho cổ phiếu này không bị điều chỉnh giảm xuống Thì đối với cổ phiếu ACB Anh chị nào mà đang có hàng thì Hiện tại là ngừng bán đối với ACB Ngừng chốt lời với ACB Và tiếp tục cầm tiếp Để mức hỗ trợ của ACB là vùng 2 năm Thúng 2 năm là chúng ta sẽ bán hết đối với ACB nhé ACB hiện tại đang rất là mạnh Có tiền đỡ giá Đấy chưa? Có dòng tiền tham gia đỡ giá cổ phiếu làm cho cổ phiếu không bị điều chỉnh giảm Mặc dù nó gặp cản mạnh, cản có những nhà đầu tư kẹp hàng rất là lớn Tiếp theo là con Liên Việt Đối với cổ phiếu Liên Việt, đối với cổ phiếu Liên Việt hiện tại đang rất là tích cực được chưa? Đó chúng ta thấy rằng là Liên Việt đã có một lượng lớn dòng tiền tham gia bắt đáy ở vùng dưới này được chưa? Và đã có dòng tiền đẩy ở nhịp, những cái nhịp vừa rồi Và đến thời điểm hiện tại Liên Việt vẫn chưa có dấu hiệu trước lời Được chưa? Thì anh chị nào mà chưa có hàng đối với Liên Việt nhé thì có thể mở mua mới được nhé. Đấy chưa? Và nhớ và nhớ rõ cho em cái nguyên tắc đó là chỉ nên mua cổ phiếu. Đấy chưa? Đó là nguyên tắc chỉ nên mua cổ phiếu và nắm giữ cổ phiếu với thị trọng là 30% tổng vốn thôi và không nên nắm giữ quá nhiều. Đấy chưa? Đó, sau con liên Việt thì chúng ta sẽ đến con MB Bank. Đối với cổ phiếu MB này, để em xem mây chi xem nào. Đối với cổ phiếu MB này thì anh chị phải chốt lời ở những phiên hôm trước rồi, bởi vì nó gặp cản mây này cản mây này đồng thời cũng sẽ là cản nền cũ của con đây của con đây cản nền cũ của con mbb thì anh chị đã qua hàng đối với mbb nhé hiện tại là canh chốt lời cho em một lửa đối với mbb và hiện tại là chúng ta vẫn nên giữ tiếp một lửa để gồng lái tại sao nên giữ tiếp một lửa? bởi vì hiện tại là mbb đang gặp cản và chứng lại việc cổ phiếu tăng gặp cản bị chứng lại là chuyện hết sức bình thường và hiện tại mbb đang điều chỉnh tốt đó là điều chỉnh hai phiên vừa rồi là điều chỉnh hai phiên bán với dấu hiệu giảm dần Đấy chưa? Điều chỉnh hai phiên bị bán với dấu hiệu là lực bán giảm dần, vol còn nó thấp đi. Cho thấy rằng là trong tương lai MBB kỳ vọng là sẽ tiến sâu được vào cái vùng lên phía trên này. Đấy chưa? Và vì là mình đang có lãi nếu như mà mình mua ở những vùng dưới rồi và là vì là cổ phiếu này đã chạm cả rồi. Đấy chưa? Nên anh chị nào có hàng đối với MBB thì lên kênh chốt lời một nửa và một nửa còn lại gồng lãi tiếp đối với cổ phiếu MBB. Mức hỗ trợ đối với MBB cho một nửa còn lại sẽ là vùng 16.7 thùng 16.7 bán hết. Đấy chưa? thùng 16 bán hết đối với MBB đó Ok vì hôm nay em nhận định thị trường khác muộn lên em chỉ đi qua một số cổ phiếu ngành banh thôi được chưa và văn tắt lại về cái nhận định thị trường cho ngày hôm nay thì chiến lược của chúng ta vẫn như cũ vẫn như những gì em nói trên room tư vấn cơ sở thường và room tư vấn cơ sở vip đó là thị trường đang điều chỉnh trong một pha cực tốt được chưa và chưa có dấu hiệu xấu nhưng để tránh tình huống xấu nhất thì chúng ta chỉ nên nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng là 30% trên tổng vốn đầu tư thôi. Đó. Và chờ những phiên nào mà thị trường quá sự tham gia trở lại của dòng tiền thì chúng ta sẽ giải ngân thêm. Hiện tại đang điều chỉnh rất là tốt được chưa? Rồi ok. Anh chị nào muốn mở tài khoản VPS để được hưởng những ưu đãi như là miễn phí giao dịch cơ sở và phái sinh, lãi suất margin của VPS cực thấp và linh động đó là 5%, 7,5% đến 9% và 9,8% một năm thì anh chị liên hệ tới em để mở tài khoản VPS và để hưởng những ưu đãi tốt nhất cũng như là được sự chăm sóc và hỗ trợ tư vấn đầu tư về phía bên em để chưa để được em hỗ trợ phím hàng tư vấn quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu và hướng dẫn giải ngân cổ phiếu theo xu hướng thị trường Rồi, ok xin chào quý anh chị